Keosai, chào quý vị các bạn. Keosai đã có mặt tại nhà vườn Thảo Hiền, chuyên mua bán trao đổi cây công trình, cây bonsai quý vị ạ. Địa chỉ là thôn Tân Yên, xã Hồng Thái Đông, Đông Triều, Quảng Ninh. Keosai xin phép vào đây để chia sẻ với quý vị các bạn những tác phẩm và những cây ở đây. Ở đây thì em Keosai thấy là anh có cả cây công trình, cây hoa, cây quả đầy đủ hết cho sân vườn. Ở đây có bác đây. Chào. Em chào anh ạ. Dạ, anh ơi, em hỏi đây là nhà vườn tên là gì anh nhỉ? Đây là vườn của anh Trung. Anh Trung ạ? Cái biển ở kia là ghi tên là Thảo Hiền. Là Thảo Hiền. Vườn tên lấy tên vợ là Thảo Hiền. À dạ vâng. Vâng. Thế cho em hỏi một chút là đây địa chỉ là gì anh nhỉ? Đây là thôn Tân Yên, xã Hồng Thái Đông, Đông Triều. Dạ vâng. Số điện thoại của cái anh mà số điện thoại của ông chủ là 0904 330148. Dạ vâng ạ. Vâng, anh là quản gia đây rồi ạ. Tôi chỉ có... Vâng, vậy thì em chào anh quản gia. Tên anh là gì nhỉ? Tôi là Hà. Anh gì ạ? Anh Hà. Anh Hà. Vâng. Rồi. Em cảm ơn anh. Em xin phép anh hôm nay cho em chia sẻ cái không gian này lên tí anh nhá. Rồi, chú cứ đưa lên. Vâng, anh đi cùng với em tí, anh trực tiếp làm đây mà, đúng không ạ? Đấy, đây là một số tác phẩm anh chia sẻ với em một chút. Đây là những cây hoa, cây quả là mình đầy đủ hết. Vâng, cây công trình em thấy cũng có, đúng không anh? Công trình phía bên ngoài. À, phía bên kia. À, đây anh em mình vừa thấy, đây là một cây thác đổ anh nhỉ? Cây xanh thác đổ Nam Điền. Nó có hơi nhiều lá nên không chia sẻ được kỹ quý vị ạ. Anh em mình vào trong em thấy anh mới làm mấy cây trong kia cả. Đây là mấy cây này. À, sắp sửa đi triển lãm đúng không anh? Đi triển lãm. À. Cây vâng. 3 cây. Cây 2 thân này. Cây này là xanh Nam Điền chứ anh? Cây xanh Nam Điền hết. Dạ vâng ạ. Cái này anh trực tiếp làm luôn hả cơ? Đấy, nói chung là mấy thằng anh em cùng với nhau. Vâng. Nhất trí ạ. Cái này sắp sửa đi triển lãm ở Chí Linh, Hải Dương. Vâng. Có em nó em thấy. Vâng, 3 cây. Đây tác phẩm 2 thân quý vị ạ. Rất yêu. Cây này nó chỉ cao khoảng 1 2 3 khoảng tầm 80 hay 80 một tí thôi. 85 quý vị ạ. Cũng bị trời hơi tối vì Keosai đến đây muộn quá. Hôm nay Keosai về cũng hơi muộn. Nên là chia sẻ quý vị được một số thôi. Quý vị về với Quảng Ninh thì chúng ta tìm đến cái địa chỉ gì anh nhỉ? Thôn Tân Yên. Phố Tân Yên nhỉ? Thôn Tân Yên, xã Hồng Thái Đông, Đông Triều. Vâng. Phải Keosai đã hỏi anh từ đầu đấy, quý vị để cùng. Đâu cây từ đâu nữa anh nhỉ? Mấy cây nào cắt rồi anh? Vâng. Cây này cây từ thời các cụ đây. Các cụ đây, cột chậu lâu năm. Trồng một cái chậu cũng cũ đẹp. Nói chung là rất hợp. Đấy, cái gì ạ? Cái này cũng xanh Nam Điền chứ anh? Xanh Nam Điền. Vâng. Chậu 1967. Cây xanh Nam Điền. Ôm cả một cái bình quý vị ạ, kín luôn. Ở Keosai có cái gì Keosai chia sẻ cái đấy. Thấy anh cắt được 3 cây để đi triển lãm là dễ quay, dễ nhìn. Chứ anh còn vườn anh còn rất nhiều các chủng loại. Khế, lục vừng, tùng la hán, hay là cây đằng sau anh là cây nguyệt quế. Đấy, nhiều anh nhỉ. Cây thông, cây sộp. Nhiều. Cây chanh quê bán đá luôn đẹp này. Vâng, được rồi ạ. Đẹp thế nhỉ. Đấy. Nhiều, đa dạng, nói chung đa dạng. Đây là một cây cũng Nam Điền anh. Nam Điền. À. Vâng, cây này là cây cổ rồi. Dạ vâng ạ. Cây dáng cổ. Rất già quý vị ạ. Keosai nhìn thấy là có au. Già lắm quý vị ạ. Ui trời. Già quý vị này. Nhăn nhò. Rất già quý vị ạ. Bộ bệ đẹp. Cột chậu. Nói chung nói với cây cổ vì Keosai không tả nhiều nữa. Nó bị mấy cái rễ buông này. Thôi vì nó là nét cổ cho nên là chủ nhân đã cũng chặt một tương đối thôi. Đây như cái này là chặt xuống rồi. Còn đây để lại chặt nhiều quá nó bị thót cây. Tóm lại là mình chỉ để bỏ một số nét nào đó có thể bỏ được thôi quý vị ạ. Vì là cây cổ nên cố gắng giữ lấy cái nét. Bộ rằm mịn tít quý vị ạ. Rất yêu. Là
ba cây để triển lãm. Các anh bảo có cây bán đá là xinh lắm ta. Quê bán đá nhờ cây là rất đẹp. Mà ôi, cái răm nó dày nhỉ anh nhỉ? Rất dày luôn. Quý vị nhìn này. Đấy, xanh quê mà răm dày lắm, lá đẹp. Ôi dày à quý vị ạ. Lâm ấy chỉ cần cắt một lần thôi. Lâm một lần thôi. Đây đang nuôi cái bộ rễ buông xuống cũng đẹp đấy anh ạ. Vâng. Cho cảm giác nó được vững chãi. Đúng không anh? Vâng. Đấy đúng rồi ạ. Cây này trước là nó nhỏ đấy quý vị ạ, người ta ký lên nó đỏng đảnh đấy. Thì chăn nuôi một thời gian nó phát triển, nó to ra. Đấy, cũng hơi tối, cái anh Sai chia sẻ nó cũng hơi khó. Anh Sai đi vào trong không có cái gì nữa không? Cái này là cây cây thông đen hả anh? Cây thông lai. Dạ, thông lai hả anh? À thế ạ. Còn cái này là cây gì anh nhỉ? Cây trà Phúc Kiến. Trà Phúc Kiến. Vâng. Cây trà Phúc Kiến quý vị ạ. Cây này cũng là đồng. Vâng. Ở vườn mình lâu chưa anh? Lâu rồi, 1 năm. Ở 1 năm rồi. Đấy, trà Phúc Kiến. Hay nhỉ. Cái này cũng ít người chơi, ít người có. Ít người có quý vị ạ, không phải là ai chơi. Còn có thì ai cũng chơi quý vị ạ. Ít người có thôi. anh lộ giá rồi quý vị ạ. Anh bảo người ta trả 150 chưa bán. Vì làm sai không hỏi mà anh cũng khai. Ai muốn mua thì gọi điện hỏi cho ông chủ. Bao tiền của ông chủ. Đúng không anh? Vâng. Đây một cây Nam Điền. Vâng. Rất là già quý vị ạ. Cây rất già luôn. Anh chờ chờ. Cho đây anh chơi nhiều nét đẹp. Nói chung anh phục vụ đồ bonsai quý vị ạ. Rất nhiều các mẫu mã. Đây là tùng đen hả anh? À. Tùng đen này là mình lấy đâu về ha? Ở mình lâu rồi. Ngoài ở đâu ạ? Lấy ngoài móng cái. Lấy móng cái về à dạ vâng, tùng đen. Một số cây của mình một cây dạ vâng. Rất nhiều cây. Em thấy cây gì kia nó to thế kia anh? Hôm nay video sai quay đa dạng cái vườn cho quý vị ngắm. Đây là cây gì đấy nhỉ? À cây mai vàng. Dạ. Vâng, cây gốc. Mai yên tử cơ. À thế ạ. Ở trọng này chắc lâu năm rồi anh nhỉ? Lâu lắm. Mảnh to lắm quý vị ạ. À mình khai thác và mình làm được như này rồi. Vậy là quá thuần rồi. Ra hoa được mấy lần rồi anh? Vâng. Nó gọi là cây hoa mai vàng ạ. Cái này có phải là pha nước uống được đúng không anh? Hay là cây mai vàng để chơi thôi? Mai vàng chỉ có để chơi Tết. À nó gọi cái mai gì mà... Cái trà ấy thì nó... À đúng rồi. Nó là trà. Quý vị, video sai bị nhầm với cây trà. Cây trà, trà hoa vàng. Đúng rồi, video sai bị nhầm cái đấy. Xin lỗi quý vị và các bạn. Vì thế nó to quá. Nhầm. Đây, cây xì quý vị này. Tốt rùm này. Tốt quá anh ạ, không nhìn được. Một đôi. Thôi em đi vào xem có cái gì lạ lạ không em quay tiếp. Hôm nay quý vị các bạn cùng với ông Sai đi khám phá nhá. Đi khám phá sân vườn của anh ý. Vâng. Cũng nhiều. Đây toàn bộ tùng đen hết. Vâng. Đây là hàng bonsai chơi tiểu cảnh hoặc là mình để vào những cái bức đằng sau nó có cái phông anh nhờ. Làm những tiểu cảnh mình chơi rất đẹp. Vâng. Còn vào trong này thấy tùng La Hán nhiều quá nhỉ. Đây anh em kia có xem. Cây chắc bát diệp này. À. Hiếm à anh? Đấy, rồi anh cho em xem cái gì hiếm nào. Cây chắc bát diệp. Kìa. Đấy. À hiếm. Hiếm quá. Nó khó làm hay làm sao anh? Nó cũng khó làm nhưng mà cái dòng này nó nuôi lâu nuôi to thì như này. À đây là chắc bát diệp. Em thấy cái này này ngày xưa các mọi người hay bứt để làm bông hoa hồng và cài ngực cô dâu. Chú rể. Ngực chú rể. Đúng không anh? À đấy quý vị ạ. Bứt một cái cành này. Xong là cất bông hoa hồng rồi cài vào ngực chú rể quý vị ạ. Đấy. Chắc bách diệp. Ý nghĩa. Rất là ý nghĩa. Đấy, em sai quay tiếp cái chỗ này. Thôi nó cũng hơi tối rồi anh ạ. Em chia sẻ 1-2 cây tùng La Hán nhưng mà tối quá. Không nhìn được. Cây La Hán to chưa? Dạ. Đây một hàng. Vâng. Rồi đang... Cái này hoàn thiện chưa anh? Này là tất cả hoàn thiện rồi chứ hết rồi. Hoàn thiện hết rồi chỉ ạ. Có vừa nuôi vừa ấy cho nó to.
và là mình nuôi dăm cho nó cứng hơn nữa. Còn hoàn thiện hết rồi quý vị ạ. Đấy, hoàn thiện hết rồi. Nói chung anh rất nhiều đồ mini bonsai. Anh vừa bảo có cây gì đẹp đẹp đâu nhỉ? Cây mai chiếu thủy. Cái này thì rất già quý vị ạ. Ui cái này già lắm. Mai chiếu thủy già lắm quý vị. Ở vườn mình lâu chưa anh? Được 2 năm rồi. Vậy là ra Bắc 2 năm rồi. Cái lấy từ miền trong ra anh nhỉ? Trong ra. Đâu anh? Đấy, hiểu sai. Cứ thấy anh chỉ cái gì hay hay là ngắm ngay. Ngắm ngay quý vị ạ. Xem này trước đi đã. Đấy quý vị. Đấy, hiểu sai bật đèn lên anh nhìn thấy dày. Hơi dày như đấy. Và da thân nó cũng sướng anh ạ. Lu cục. Sướng. Gieo sai này có cái hỗ trợ ánh sáng nên là quay được đêm nó dễ. À, quý vị. Và xì bột đỏ. Đây là cây ban đỏ, không phải ban trắng. Nó cái cây hoa ban đấy anh. Hoa ban mà hay trồng bóng mát to đấy á. Ai à, cũng đưa vào cây cảnh. À cây hoa ban đỏ á. Chứ thường thường trắng là nhiều hơn hả anh? Mùa ấy là cứ rực rỡ, chỉ có hoa không. À, trời trời thích nhỉ. Quý vị vào Google search cây hoa ban đỏ nhé. Là quý vị biết cái hoa của nó. Cây này là được thuần chậu, làm rất kỹ quý vị ạ. Đấy. Tay bông dăm rất đẹp, che toàn bộ thân không sợ cháy. Đầy đủ rồi, chỉ việc chơi thôi. Quý vị vào search hoa ban đỏ. Đấy, quý vị ạ. Vâng. Em xem bên trong những cây bé bé này. Em chia sẻ nốt tí. Thôi cũng tối rồi thì bị ông sai. Ui cây này nghệ thuật thế. Rất nghệ thuật. Cũng hơi tối. Nhiều đồ. Rất nhiều đồ bưng tay quý vị. Những cây xì nhỏ. Rất là nhiều. Đây, cây mai chiếu thủy. Để chỗ này hơi bị cớm. Hết rồi. Anh ơi khi nó tối rồi không quay được. Em xin phép em mà dừng ở đây. Cảm ơn anh đã chia sẻ nhá. Anh về bảo ông chủ là em không có nhà. Nhưng mà em xin phép anh ấy quay một chút anh nhá. Cảm ơn quý vị vì hôm sau nha. Xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị video sau. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất.